Mình quay lại chút xíu các bạn, để quay về cây sứ này nha. Các bạn nhìn gỗ nó nè, đó. Rất ấn tượng luôn cây này. Không biết tuổi đời bao nhiêu nữa. Mà lớn quá trời lớn. Tôi giống như là lên thang luôn vậy các bạn. Đặc biệt ghê luôn. Cái thể của nó nè. Bạn nhìn lên cái màu gỗ đó. Ấn tượng gì đâu á. À, phải sử dụng một cái cây sắt để chống đỡ cho một cái nhánh này và đằng kia nữa. Hoa cũng nở đầy. Chắc cái lớp ở ngoài ra rồi. Ừ. Đặc biệt quá trời luôn vậy. Cây này chắc phải trên 100 năm tuổi rồi. Cây sứ mà vậy. Ừ. Cái rễ nó bự cỡ vậy rồi. Cây bên đây nó cũng có đường sáng sáng. Ừ. Giống như lớp thang luôn á đúng không? Tưởng tượng quá trời luôn. Nếu mà không biết là cứ tưởng là giả ha. Ừ. Nó lên thành lớp thang luôn. Hoa quá trời luôn. Ừ. Lá nó rụng bớt rồi. 1741 tới năm nay 2022 cũng như là 281 năm.